Xin chào các bạn, trong gần 4 năm cai trị Campuchia, từ năm 1975 đến năm 1979 thì chính quyền Khmer Đỏ đã gây ra cuộc thảm sát man dợ bậc nhất thế kỷ 20. Hơn 3 triệu người Campuchia thiệt mạng trong thời gian kéo dài này, cụ thể là 3 năm, 8 tháng, 20 ngày. Dưới sự lãnh đạo của Pol Pot thì Khmer Đỏ đã nỗ lực của chúng đưa Campuchia trở lại thời Trung Cổ, buộc hàng triệu người phải bỏ thành thị về sống trong các công xã nông thôn. Chương trình cải tạo xã hội gây ra rất là nhiều sự thảm khốc, nhiều gia đình chết cả nhà vì bị hành hình, đói, bệnh và lao lực. Mà nó không chỉ ảnh hưởng đến nhân dân Campuchia, mà đó còn là một sự ảnh hưởng cực lớn đến Việt Nam chúng ta. Vậy Việt Nam ta đã đánh bại Khmer Đỏ như thế nào? Đầu tiên hãy cùng tìm hiểu Khmer Đỏ là gì. Xã hội bị cải hoán theo mô hình cánh tả cực đoan, Pol Pot và đồng bọn đã biến Campuchia trở thành một xã hội nông nghiệp hoang tưởng, không sách vở, không tiền bạc. Pol Pot đã tìm mọi cách xóa sổ trường học, hủy hoại văn hóa truyền thống, không để tri thức có cơ hội ươm mầm và phát triển. Người dân Campuchia những tháng ngày ấy chỉ biết sống trong lầm than, tuyệt vọng. Họ tìm cách vượt biên sang các nước khác để thoát khỏi địa ngục. Người trốn không thành bị bắt lại, kẻ thoát đi thành công kể lại những câu chuyện man dợ diễn ra như cơm bữa bên trong đất nước này. Người dân bị ép lao động đến kiệt sức trong điều kiện hà khắc, ăn rồi lại làm, uống rồi lại tiếp tục công việc không nghỉ. Họ sinh hoạt kham khổ và không được chữa trị khi lâm bệnh. Tại các công trường, nhiều người phải tự đào hố chôn mình thay vì chịu cảnh xử tử vì nghi là gián điệp hay bị bổ cuốc vào đầu với lý do lười lao động. Chỉ trong một nhà tù ở Phnom Penh, vốn là một trường học, Khmer Đỏ đã giam cầm đến 17.000 người, bao gồm cả trẻ em và phụ nữ. Nhiều người trong đó bị tra tấn và giết hại. Song song với việc tàn sát trong nước, Khmer Đỏ tìm cách tấn công các nước láng giềng. Chúng tuyên bố muốn hòa bình với các nước nhưng liên tục thúc đẩy các cuộc đụng độ ở biên giới. Nghiêm trọng nhất là cuộc tấn công sang vùng biên giới Tây Nam Việt Nam, thảm sát dân thường. Theo báo Quân đội Nhân dân, từ năm 1970 đến năm 1973, khi bộ đội Việt Nam tập trung lực lượng đánh Mỹ và tay sai ở chiến trường Campuchia, thì lính Pol Pot đã gây ra 174 vụ khiêu khích, tập kích các hậu cứ, cướp vũ khí, lương thực, giết hơn 600 cán bộ và chiến sĩ Việt Nam. Năm 1972, Pol Pot công khai đề nghị Việt Nam rút quân về nước và có hành động xua đuổi Việt Kiều trong vùng vừa giải phóng. Khi Hiệp định Paris về Việt Nam được ký kết vào tháng 1 năm 1973, Pol Pot cho rằng việc ký hiệp định là sự phản bội của Việt Nam với cách mạng Đông Dương và cho cấp dưới tuyên truyền, tổ chức các cuộc biểu tình phản đối lực lượng Việt Nam đứng chân ở Campuchia. Sau những sự kiện nghiêm trọng trên, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn bày tỏ mong muốn hai nước Việt Nam và Campuchia đàm phán ký kết hiệp ước về biên giới giữa hai nước trên tinh thần tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, tiếp tục đoàn kết và tăng cường tình nghĩa anh em giữa nhân dân hai nước. Song do bản chất dân tộc cực đoan, tập đoàn Pol Pot được sự hậu thuẫn bên ngoài tiếp tục có nhiều hành động thù địch chống Việt Nam. Chỉ trong mấy tháng cuối năm 1975 và đầu năm 1976, quân Pol Pot liên tiếp gây ra hơn 250 vụ xâm phạm lãnh thổ, cướp thóc gạo, trâu, bò, tàn sát nhiều người dân Việt Nam. Từ đầu năm 1977, quân Pol Pot lại mở cuộc tiến công vào các đồn biên phòng Việt Nam ở Buk Prang, Đắk Lắk, vùng Mỏ Vẹt của Long An và một số nơi ở Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang. Nghiêm trọng nhất là từ ngày 30 tháng 4 đến 19 tháng 5 năm 1977, Pol Pot sử dụng lực lượng quy mô sư đoàn tiến công sang đất Việt Nam trên toàn tuyến biên giới tỉnh An Giang, giết hại 222 người, làm bị thương 614 người, bắt đi 10 người, đốt cháy 552 nhà dân, cướp 134 tấn lúa, phá hoại hàng trăm hecta lúa đang đến mùa gặt, cướp phá nhiều tài sản của nhân dân. Năm 1977, lãnh đạo Khmer Đỏ ra nghị quyết coi Việt Nam là kẻ thù số 1, kẻ thù vĩnh cửu của Campuchia. Và từ đây, chúng ngang nhiên mở rộng xung đột thành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Mấy tháng cuối năm 1977, quân Pol Pot mở nhiều cuộc tiến công lớn sang Việt Nam trên tuyến biên giới từ Kiên Giang đến Tây Ninh. Riêng tại xã Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh, ngày 25 tháng 9 năm 1977, quân Pol Pot đã đốt cháy 400 nóc nhà, giết hơn 1.000 dân thường. Sau khi bị bộ đội Việt Nam mở đường tiến công trừng trị hành động xâm lược trên tuyến biên giới, ngày 31 tháng 12 năm 1977, tập đoàn Pol Pot đã đơn phương cắt đứt quan hệ ngoại giao với Việt Nam.
Từ đây chúng công khai tuyên truyền vu khống Việt Nam, coi Việt Nam là mối đe dọa với Campuchia, gắn quá trình phản bội và xâm lược Việt Nam với các cuộc thanh trừng các lực lượng chân chính trong nước. Chúng giáo diết xây dựng thêm các sư đoàn chiến đấu, đồng thời tập trung 13 trên 18 sư đoàn bộ binh áp sát biên giới Việt Nam, tiến hành khiêu khích, thăm dò, chuẩn bị những cuộc tiến công xâm lược mới. Liên tiếp trong các tháng đầu năm 1978, Pol Pot sử dụng 5 sư đoàn chủ lực cùng 5 trung đoàn địa phương có pháo binh yểm trợ, luân phiên đánh sâu vào lãnh thổ Việt Nam, đặc biệt tại xã Ba Trúc, Tri Tôn, An Giang, cách đường biên giới Việt Nam-Campuchia 7 km. Ngày 18 tháng 4 năm 1977, lính Pol Pot đã dồn người dân hiền lành để bắn, giết tập thể bằng những hành động vô cùng dã man, giết hại 3.157 người, phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em, trong đó có hơn 100 gia đình bị giết cả nhà. Từ tháng 5 năm 1975 đến giữa năm 1978, quân Pol Pot đã giết hại hơn 5.000 dân thường Việt Nam, làm bị thương gần 5.000 người, bắt và đưa đi hơn 20.000 người, hàng nghìn trường học, bệnh viện, cơ sở y tế, nhà thờ, chùa chiền bị đốt phá, trâu bò bị cướp giết, hoa màu bị phá hoại, hàng vạn hecta ruộng đất và đồn điền cao su ở vùng biên giới Tây Nam Việt Nam bị bỏ hoang, khoảng nửa triệu dân sát biên giới với Campuchia phải bỏ nhà, bỏ đất, bỏ ruộng, chạy sâu vào nội địa. Hậu quả mà Pol Pot gây ra cho nhân dân Việt Nam là hết sức to lớn, trong khi nguy cơ diệt vong của dân tộc Campuchia dưới chế độ diệt chủng tàn bạo của tập đoàn Pol Pot đã đến mức nguy kịch. Những hành động xâm lược và diệt chủng tàn bạo của Pol Pot là không thể dung tha. Đáp lời kêu gọi khẩn thiết của mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, của nhân dân Campuchia, Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đã thực hiện quyền tự vệ chính đáng và thiêng liêng của mình để bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, đồng thời cùng với lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng, giúp đỡ những người chân chính Campuchia làm lại cuộc cách mạng đã bị phản bội. Việt Nam đã phản công và đánh bại Khmer Đỏ như thế nào? Trước hành động gây chiến xâm lược của tập đoàn Pol Pot, ngày 23 tháng 5 năm 1977, Quân ủy Trung ương ra chỉ thị cho các lực lượng vũ trang ở phía Nam thực hiện quyền tự vệ chính đáng, kiên quyết chiến đấu ngăn chặn và đẩy lùi, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn xâm lược, kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Ban đầu, quân đội nhân dân Việt Nam chỉ tiến hành những đợt phản công nhỏ lẻ dọc biên giới, đánh đuổi quân Khmer Đỏ khỏi lãnh thổ. Tuy nhiên, với việc sử dụng chiến thuật đánh du kích, các đơn vị Khmer Đỏ luôn khôn khéo tránh đụng độ với quân chủ lực của ta, mà chỉ tiến hành phá hoại ở những khu vực hẻo lánh, ít có quân đội và biên phòng Việt Nam canh gác. Trước mối nguy hại sát cạnh biên giới và những tội ác diệt chủng không thể tha thứ với cả người dân Việt Nam, ngày 23 tháng 12 năm 1978, quân đội nhân dân Việt Nam đã tiến hành một cuộc phản công tổng lực trên toàn tuyến biên giới Tây Nam giữa Việt Nam Campuchia để giáng đòn chí mạng vào tập đoàn Pol Pot Yen Sari. Chỉ trong vòng một tuần, từ ngày 25 tháng 12 năm 1978 cho tới ngày 2 tháng 1 năm 1979, quân đội nhân dân Việt Nam với sức mạnh như vũ bão đã đánh tan tác các sư đoàn chủ lực của quân đội Khmer Đỏ Án Ngữ tại trục đường số 1, số 7 và số 2. Tới ngày 3 tháng 1 năm 1979, sư đoàn 7 của ta đã chiếm được cầu Don So và tới ngày 4 tháng 1 đã làm chủ toàn bộ vùng phía đông sông Mekong, lối vào Phnom Penh đã mở rộng thênh thang cho quân đội Việt Nam. Trên thực tế, Khmer Đỏ cho rằng phía Việt Nam thứ nhất sẽ không định tấn công tổng lực vào Campuchia và nếu có thì cũng chỉ đánh tới bờ đông sông Mekong chứ không tiến sâu hơn. Bờ đông sông Mekong có địa hình chủ yếu là đầm lầy và rừng rậm với khí hậu cực kỳ khắc nghiệt. Nếu lực lượng của ta chỉ tiến tới khu vực này thì sẽ rất dễ bị sa lầy vào cuộc chiến Campuchia. Nhất là vào mùa mưa, địa hình địa vật ở bờ đông sông Mekong trở nên khắc nghiệt và hung dữ một cách kỳ lạ, đủ các loại bệnh tật cùng môi trường khí hậu nóng ẩm sẽ bẻ gãy sức chiến đấu của mọi đội quân thiện chiến nhất. Chưa kể, địa hình đầm lầy và rừng rậm ở bờ đông sông Mekong lại cực kỳ thích hợp với lối đánh du kích được quân đội Khmer Đỏ triển khai một cách rộng rãi và với địa hình bị chia cắt mạnh ở khu vực này sẽ cực kỳ khó khăn nếu chúng ta tiến hành các đợt phản công quy mô lớn với quân số đông. Đấy là chưa tính tới vấn đề hậu cần. Hiểu được ý đồ của địch, quân đội ta đã quyết định đánh rắn, đánh dập đầu và phải nhổ cỏ, nhổ tận rễ đội quân của Khmer Đỏ, vừa để phòng ngừa mối nguy hiểm tiềm tàng cho Việt Nam, vừa để giải phóng người dân Campuchia khỏi đạn diệt chủng.
Ngày 6 tháng 1 năm 1979, các đơn vị đầu tiên của quân tình nguyện Việt Nam vượt sông Mekong sử dụng tổng cộng 9 sư đoàn với quân số lên đến gần 100.000 quân. Quân đội ta chia làm hai gọng kìm tiến vào Phnom Penh từ phía Đông Nam và Bắc. Dù bất ngờ trước quyết định táo bạo vượt sông Mekong của ta, nhưng phía Khmer Đỏ cũng đã có phòng ngừa trước và phản công dữ dội. Nhưng với hỏa lực mạnh, các tiểu đoàn cơ giới và thiết giáp của ta vẫn vượt sông thành công, tỏa ra các hướng đánh bật quân Khmer Đỏ ở bờ tây sông Mekong. Trước sức tấn công nhanh như vũ bão của quân đội nhân dân Việt Nam và biết rằng không thể xoay chuyển được tình hình, bộ máy lãnh đạo của Khmer Đỏ đã rút chạy nhanh chóng khỏi Phnom Penh. Việc bộ máy lãnh đạo của Khmer Đỏ rút chạy dẫn đến tình hình hỗn loạn ở Phnom Penh khi các đơn vị phòng thủ, các cụm hỏa lực bị bỏ mặc, không còn nhận được lệnh chỉ huy và dẫn tới việc Phnom Penh nhanh chóng được quân tình nguyện Việt Nam và lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia giải phóng. Và tới cuối tháng 1 năm 1979, về cơ bản, cuộc phản công của quân đội nhân dân Việt Nam đã giành thắng lợi. Thị xã cuối cùng của Campuchia được đội quân nhà Phật giải phóng vào ngày 17 tháng 1 năm 1979. Tổng cộng trong thời gian diễn ra chiến dịch kéo dài chưa đầy một tháng, quân đội ta đã đập tan 18 sư đoàn Khmer Đỏ, tiêu diệt 12.000 tên, bắt 8.800 tên, gọi hàng 3.200 tên và ước tính khiến hàng chục vạn quân Khmer Đỏ khác phải bung khí giới đảo ngũ. Chúng ta cũng giải phóng được 4 triệu dân Campuchia, thu hồi toàn bộ cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện quân sự, dân sự để bàn giao cho chính quyền mới, cũng như đập tan hoàn toàn bộ máy chính trị của Khmer Đỏ từ cấp trung ương cho tới cấp thấp nhất. Và đó là câu chuyện về việc Việt Nam đã phản công và đánh bại quân Khmer Đỏ như thế nào. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.